Xin chào tất cả các bác. Thì hôm nay em sẽ test 3 thiết bị. 3 thiết bị ở đây là một chiếc vang ZAKM8FX, một chiếc máy lưng tiếng BBA882i và một cục đẩy MUXLA450. Thì 3 thiết bị này em có test cho một bác, bác Huỳnh Như Trưởng, bác ở Hoài Ân, Bình Định. Thì bác lấy bên em 2 thiết bị, đó là một con vang ZAKM8FX và một chiếc máy lưng tiếng BBA882i. Và bác thứ hai là chú Hoa, chú ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh. Thì chú có lấy bên em là một cục đẩy MUX Audio LA450. Thì hôm nay em xin phép test 3 thiết bị này cho hai bác khách hàng. Thì ghép với bộ dàn này để test về chất mic của nó, thì em có ghép với một chiếc mic Shure UGX12 3 la mã các bác nhé. Về 3 sản phẩm test để gửi cho hai bác, thì đầu tiên là một con vang ZAKM8FX. Con này thì có 8 chế độ các bác nhé, 8 chế độ và có chỉnh dì và độc lập, có Bluetooth, có cổng quang các bác nhé. Con vang này rất là cao cấp luôn, vang ZAKM8FX có Bluetooth, có cổng quang, 8 chế độ và có dì vợt các bác nhé. Chiếc máy thứ hai là một chiếc máy lưng tiếng BBA882i. Chiếc máy này thì không còn xa lạ với các bác rồi. Độ hiệu quả là rất cao trong bộ dàn. Nếu như ghép sau vang thì nó có thể chỉnh được cả tiếng mic, cả tiếng nhạc của mình các bác nhé. Có thể lưng được cả lên đấy. Hiện tại em không dùng qua lưng tiếng. Hiện tại em đang ghép với đôi loa KT12, Yeteon KT12 Bass 30 từ neo và check neo. Các bác có thể nghe khi không qua lưng tiếng và sẽ qua lưng tiếng. Đấy, tiếng nó sáng và trong sạch hơn nhiều các bác nhé. Đấy, em phải vặn to để cho các bác nghe rõ hơn. Đây là qua lưng tiếng nhé, còn sẽ không qua lưng tiếng này. Đấy, các bác có thể thấy tiếng nó tối đi hẳn luôn. Và sẽ qua lưng tiếng. Đấy, các bác có thể thấy trong đó các cái cần chỉnh lao control và process em đều để 50% hết các bác nhé. Đều để ở 50%. Và cuối cùng nó cũng đẩy MUXLA450. Cục đẩy này là cục đẩy chính hãng của MUX Audio các bác nhé. Với công suất thật của nó là 400W trên một kênh. Với 400W trên một kênh, các bác có thể đánh dư sức và đánh thoải mái một đôi bass 30 hoặc một đôi bass 25 và một đôi bass 30 các bác nhé. Thoải mái và dư sức luôn với một cặp 30. Cục đẩy này thì nó phù hợp cho những gia đình có diện tích nhỏ, các bác có thể đánh được một đôi 30. Đấy. Thì hôm nay em xin ghép một bộ cấu hình này cũng như là một combo bộ dàn mà các bác có thể tham khảo. Combo bộ dàn gồm mic, vang nâng và cục đẩy và một đôi loa bass 30 để các bác có thể tham khảo bộ cấu hình cho gia đình nhà mình. Với con vang 8 chế độ, có Bluetooth, có cổng quang, một con mic UX12 3 la mã rất đẹp luôn. Màu đen tay mic, màu đen nhám rất đẹp luôn các bác nhé. Một chiếc máy lưng tiếng BBA rất hiệu quả trong bộ dàn, rất hiệu quả trên bộ dàn. Và mục đẩy công suất chính hãng của MUX Audio LA450. Thì mọi thông tin nhu cầu mua hàng các bác liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên dưới duyên. Các bác nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất về video các bác nhé. Sau đây em xin test chất âm của con vang và của con lưng tiếng và cục đẩy với bộ cấu hình karaoke này để các bác có thể thưởng thức. Xin chào tất cả các bác và hẹn các bác ở các video lần sau. 10 năm cách biệt một lần vỡ vỡ, quên đi mộng buồn bấy lâu. Nhưng em yêu ơi, một vùng ký ức mãi còn trong ta cả một trời yêu, cả một trời yêu bao giờ trở lại. Ôi ta xa nhau tưởng chừng như đã, ôi ta yêu nhau để lòng cứ ngỡ. Tình bất phân ly, tình vẫn như